Ngọc Hương xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý vị, vấn đề rối loạn giấc ngủ hiện nay đang trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới. Trừ nguyên nhân bệnh lý thì còn đến từ nguyên nhân do lối sống và công việc stress. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể phát hiện và điều trị kịp thời? Hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay để được bác sĩ của chương trình tư vấn quý vị nhé! Rối loạn giấc ngủ là tình trạng cơ thể thường xuyên bị thiếu ngủ về thời gian lẫn suy giảm chất lượng giấc ngủ. Đó là khi cơ thể bạn gặp khó khăn để ngủ vào ban đêm, khi thức dậy cảm thấy mệt mỏi và thường có cảm giác buồn ngủ vào ban ngày. Những rối loạn liên quan đến giấc ngủ là những biểu hiện bất thường xảy ra bất chợt trong khi ngủ, hoặc nó đã xảy ra ở giữa ngưỡng thức và ngủ. Rối loạn giấc ngủ thường là một triệu chứng sớm của bệnh tâm thần. Một vài rối loạn tâm thần có liên quan đến sự thay đổi sinh lý của giấc ngủ. Dạ, thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết như thế nào được gọi là rối loạn giấc ngủ ạ? Thì chúng ta biết có rất nhiều cái kiểu rối loạn giấc ngủ. Có thể bệnh nhân đang ngủ và thức dậy nửa đêm. Cái giấc ngủ nó không có kéo dài suốt. Một số bệnh nhân thì lại than phiền là rất là khó ngủ, khó bắt đầu vào giấc ngủ. Một số bệnh nhân có thể là chỉ cần một cái tiếng động nhỏ trong phòng thôi cũng đã làm bệnh nhân phải thao thức suốt đêm rồi. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì đâu là những nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ ạ? Về bản chất, đó là một cái triệu chứng, nó phản ánh một cái tình trạng bệnh lý nào đó. Thì thực ra có hai cái nhóm bệnh lý có thể đưa đến tình trạng rối loạn giấc ngủ. Thứ nhất là những cái bệnh lý thực thể, chẳng hạn như bệnh nhân có bệnh tim, bệnh phổi, thì từ đó gây ra cái sức khỏe bệnh nhân không có được tốt và ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Bên cạnh đó thì có một nhóm bệnh nó liên quan về mặt tâm lý của bệnh nhân. Chẳng hạn bệnh nhân có những cái vấn đề như lo âu, căng thẳng, stress thì cũng đưa đến rối loạn giấc ngủ. Dạ, thưa bác sĩ, nếu mà cái tình trạng rối loạn giấc ngủ cứ kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe và tinh thần của người bệnh ạ? Khi một người bị mất ngủ hoặc bị rối loạn giấc ngủ trong một thời gian dài, nó sẽ đưa đến rối loạn các cơ quan trong cơ thể. Và cái cơ quan mà thường bị nhiều nhất là cái não. Bệnh nhân sẽ bị căng thẳng, rồi lo âu, stress hoặc là rất là nóng tính vì bệnh nhân không có được nghỉ ngơi đầy đủ trước đó. Một số bệnh nhân có thể than phiền là cảm giác là tim đập hồi hộp. Từ đó nó sinh ra những cái triệu chứng như là hồi hộp, rồi tim đập mạnh. Dạ, thưa bác sĩ, Ngọc Hương thấy là trong cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều người nói là để cải thiện cái tình trạng rối loạn giấc ngủ thì mọi người thường là sẽ đôi khi sử dụng những cái loại thuốc ngủ, thuốc an thần. Thì không biết là ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng ta nên biết thuốc men nó là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta sử dụng đúng thì nó sẽ giúp ích cho người bệnh. Nếu chúng ta sử dụng sai thì thậm chí nó còn gây hại nữa. Cái việc mà lạm dụng thuốc ngủ á, đặc biệt là sử dụng thuốc ngủ trong một thời gian dài, nó sẽ đưa đến những cái tác dụng có hại đối với sức khỏe. Trước tiên là đối với cái hệ thần kinh, thì do bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ thời gian dài, sau đó sẽ phải tăng cái liều lên. Và khi dùng cái liều cao, nó sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Tác dụng phụ trên não cũng như là tác dụng phụ trên tim và tác dụng phụ trên thận nữa.